Ok, vậy là cuối cùng tổ đội của mình cũng đã lắp ghép hoàn thành xong cái bộ sản phẩm rất là hoành tráng tới từ hãng Sunke, đó chính là Itachi và Susano. Nói chung đây là một cái bộ sản phẩm nó là rất là chất lượng về nhân vật Itachi. Và ngay bây giờ mình sẽ đánh giá cụ thể cái bộ chi tiết sản phẩm này nhé. Cái bộ sản phẩm này thì là khắc họa về nhân vật Itachi và Susano. Ở đây là cái Susano dạng bán thân, có nghĩa là không phải là dạng toàn chân thế nhé. Tại vì thực ra là ở cái thời điểm Itachi đang đánh nhau với cả Sasuke ấy, thì cũng chỉ dùng được đến mức của bán thân thôi. Toàn chân thế thì nó là ở mức cao hơn. Và tất nhiên ở trong anime hay là truyện tranh các bạn đã từng xem ấy, thì nó chỉ ở mức bán thân này thôi, chứ không phải là full thân như kiểu là hãng SIG lúc trước mình đã từng review. Và đây là cái thời điểm mà Itachi đang đánh nhau với cả Sasuke. Sau đấy thì tất nhiên là có đụng độ với cả Orochimaru, nó xuất hiện ra từ cái phong ấn từ Sasuke ấy. Nên là đã bắt buộc Itachi phải dùng đến cái tuyệt chiêu, đó chính là các bạn đã thấy đây, đó chính là kiếm Tochika và Kenyatta. Cái kiếm này nó có một cái khả năng rất là lợi hại, đó chính là cái khả năng phong ấn. Và tất nhiên là những ai mà không cẩn thận thì đều bị phong ấn vào cái hồ lô này. Cái trắng trắng này như các bạn đang xem ở đây, đó chính là nhân vật Orochimaru đang bị hút vào. Còn đây vẫn là thanh kiếm Tochika. Tất nhiên là cái thanh kiếm Tochika xuất phát từ cái hồ lô ra thôi, nhưng mà ở đây họ làm luôn, kề luôn ở hai cái này, nhìn cho nó đẹp và nhìn nó cảm giác bắt mắt hơn. Cái thanh khiên này cũng rất là mạnh, có thể đỡ được rất là nhiều đòn thế từ các địch thủ. Cái hãng Sunke này thì họ đã làm rất là nhiều những sản phẩm về nhân vật về dòng họ Uchiha rồi. Và về Susano cũng vậy, Susano thì họ làm cũng rất là đỉnh. Nhân vật sau khi xem lại tất cả những cái mẫu về Susano ấy, thì mình phải nhận thấy là đây là một cái sản phẩm nó khá là đỉnh cao. Trước đấy thì mình cũng đã review về một nhân vật của hãng Sasuke rồi, đó chính là Kisame. Và cái con cá mập đấy nó tạo hình nó khá là chất lượng. Đây phải nói là bộ đôi của Itachi và Kisame cũng vậy, họ làm ra những cái nhân vật ví dụ như con cá mập hay là về Susano effect này, phải nói là rất là đỉnh. Cái dáng đứng của họ làm cũng rất là hay, không nhất thiết là phải theo kiểu là tay niệm mà thuật, mà đây là họ ở dạng rất là bình thường thôi, một dạng rất là feel của Itachi đứng trên con quạ này, và chân này thì đứng trên một cái mỏm đá. À đâu, không hẳn là mỏm đá nhé, cái này mình thấy giống ngọn lửa Amaterasu hơn. Đấy. Tất cả những cái sản phẩm sản xuất ghê thì đa phần họ sẽ làm một cái giống như là kiểu một cái băng băng bằng kim loại đây này, và tên của nhân vật luôn Itachi, và tên chữ Hán luôn, à tên chữ Trung Quốc luôn. Đấy. Ngoài ra thì những cái viền này thì họ thể hiện hình cái đám mây. Đám mây thì mây này như kiểu là mây của băng Akatsuki vậy. Cái biểu tượng của băng Akatsuki nó là đám mây mà. Nên là đây nó sẽ có những cái hình như kiểu là đám mây, phân mây này. Bên trên luôn thì sẽ là những cái lớp effect đất đá. Xung quanh là những cái ngọn lửa của Amaterasu đây. Con quạ thì là biểu tượng của nhân vật Itachi rồi. Bay rất là nhiều ở đây. Đấy, xung quanh. Kể cả là cái phiến đá của dòng họ Itachi nữa, à dòng họ Uchiha nữa. Nó đã xuất hiện ở đây. Rất là hay. Có đầy đủ những cái cần thiết về nhân vật hay là về dòng họ Uchiha này. Bên trên là cái nhân vật là Susano, phải nói là rất to, rất hoành tráng. Tay nó nói chung là nó to, không thua gì mình luôn. Nếu mà không nói là ngang ngửa. Rất là đẹp. Cái bộ sản phẩm này thì mình cũng đã order từ rất là lâu rồi. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì shop của mình cũng chưa làm unbox video sản phẩm, nên là cũng không có dịp để bóc cho các bạn xem. Và bây giờ thì mình có cơ hội để bóc sản phẩm này. Và phải công nhận nó rất là đẹp và rất là hoành tráng. Và tất nhiên thì họ có tặng kèm ở đây một cái nhân vật Pikachu và Sasuke. À, Pikachu Kisame chứ. Cái này nó vừa là một cái bộ mô hình tặng theo, và nó cũng là cái công tắc của cái bộ sản phẩm các bạn đang theo dõi đây. Và tất nhiên nhưng mà nó có cái yếu điểm là nó bật nó rất là khó, nên là mình bật đèn nét luôn cho các bạn xem, chứ không cần phải bật sau, bật luôn cho các bạn xem. Và nét nó cũng chỉ ở độ sáng bình thường thôi. Nếu các bạn muốn sáng hơn thì có thể là tự thiết kế thêm đèn để làm cho nó lung linh hơn nữa cũng được. Cái sản phẩm gốc thì màu nét nó chỉ ở cỡ này thôi, gọi là mình thấy là sáng bình thường.
Cái sản phẩm này thì hiện tại nó cũng đã lên giá hơn rất là nhiều so với cả lúc trước rồi. Ở cái thời điểm trước thì nó chỉ loanh quanh khoảng 18 đôi mươi thôi, còn bây giờ nó lên hơn cao hơn hẳn khoảng 23 25 rồi. Và hiện tại kiếm cái sản phẩm này nó không hề đơn giản chút nào cả. Một bộ sản phẩm rất là khá là chất lượng và rất là hoành tráng, rất là to các bạn. Cái bộ sản phẩm này cái này nó rất là nặng. Họ đóng gói trong hai cái thùng sản phẩm. Và như các bạn thấy đây thì cái hãng Sage ấy, họ làm màu sắc hay là từ những cái màu sắc sản phẩm hay là cái tạo hình của Susanoo này nó phải gọi là cá đỉnh cao rồi. Họ phải nói là tầm bậc thầy trong cái phần làm những cái nhân vật về Susanoo rồi. Trước đấy thì mình cũng đã review một cái sản phẩm về Itachi cũng có Susanoo, đó là của hãng SHG. Nhưng mà nếu mà so sánh lại thì mình thấy cái này họ làm vẫn phải gọi là nhỉnh hơn. Chỉ đẹp hơn ở cái dạng nhân vật Itachi là cái kiểu liệm phong ấn thôi, liệm thuật thôi. Chứ còn nhưng mà bù lại thì hãng Sage này thì họ làm nhân vật Itachi để to hơn nên cảm giác nhìn lại thích hơn. Bù lại mất cái này thì được cái khác thôi, chứ không có hãng nào nhìn hơn hẳn về một cái phần nào cả. Nói chung cái tạo hình của hãng Sage này thì họ làm nó khá đỉnh cao rồi. Về chất lượng sản phẩm hay là tất cả như các bạn đang theo dõi đây thì mình phải nói thật là cũng không có một cái gì để chê hay là góp ý nữa cả. Nó gần như là hoàn hảo rồi. Bộ sản phẩm về nhân vật Itachi khá là đẹp. Có chăng thì có thể thích thì thay đổi cái kiểu dáng của nhân vật Itachi ấy thôi. Còn không thì cái kiểu dáng này nó cũng khá là ok rồi. Đứng trên con quạ và đấy, như các bạn đã thấy ở đây, nó khá là đẹp và khá là chất lượng rồi. Cái hình bán thân của Susanoo này cũng rất là đỉnh. Mỗi Susanoo thì nó đều trung bình nó sẽ có khoảng 4 cánh tay, hai cánh tay đỡ khiên và hai cánh tay cầm kiếm luôn. Đấy, rất là hay. Cái màu sắc hay là khuôn mặt cái nhân vật Itachi này phải nói là làm rất là tốt, rất là đẹp các bạn. Kể cả ánh mắt có bên trong có những cái hình Sharingan này, rất là tốt. Khuôn mặt thì làm khá là ok rồi, không có gì để chê nữa cả. Kể cả những cái ngón tay như các bạn đang để ý đây này, ngón tay đeo nhẫn này, cái nhẫn này nó còn hiện rõ cái chữ luôn, rõ luôn, không bị fail chút nào luôn, phải nói là khá là đỉnh. Nói chung một cái sản phẩm này nhưng mà nó đã hội tụ tất cả những cái điều về Itachi rồi. Ví dụ như là có quạ này, có ngọn lửa từ chiêu Amaterasu mà Itachi hay sử dụng này, có cả Susanoo và quan trọng hơn là có cả phiến đá của dòng họ Uchiha ở đây. Hội tụ rất là nhiều cái về nhân vật này. Nói chung là rất là đẹp và rất là ưng ý. Một bộ sản phẩm nó khá chất lượng. Ok, phải là cái phần đánh giá cái bộ sản phẩm Itachi và Susanoo của hãng Sage Studio tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, subscribe, quan trọng hơn là đặt hàng để ủng hộ show của mình nhé. Bye bye.